Xin chào quý vị và các bạn. Tôi hôm nay sửa cái tivi này từ ri. Đấy, như vậy là bây giờ là nguồn này khi ấy có, nhưng mà đến đây nguồn dương B bị hỏng. Tôi xem. Đấy. Nguồn chỉ có thò dòng này. Rồi dòng còn như thế này. Đây tôi đang thay. Các bạn thấy sò dòng nhé. Nó ụp ra đằng sau này. Đây đây sau mánh tỏa nhiệt này. Đây tôi đang thay đây. Cái này khó khó quay ạ. Không biết sò dòng các bạn biết. Thường thường nguồn dương B thì nó như thế này. Nó đây là trục lọc này, nó qua cục trung này. Đây. Trục trung này. Nó mới chạy qua đây. Qua đi ốt qua điện qua cầu chì qua điện trở qua đi đi ốt nán này, qua trụ này, nó chạy tới đây, đây, nó chạy đây, đây nó có một cái trục lọc nữa, nó có hai trục lọc, đây, nó bây giờ hỏng cái này, đây là do nguyên nhân chết thò dòng cho nên nó đây bảo vệ đấy cầu chì nó chạy đường dương B đây, nó chạy lại đây, dương B đây. Các bạn thấy đấy. Nhưng mà giờ nó tôi đã thay rồi cho dòng rồi mà nó chưa chạy, tôi phải kiểm tra như thế nào. Kiểm tra tôi gặp điện này, kiểm tra như thế nào. Dính liền ở đây liền cắt nút rồi. Dính liền ở đây xem như thế nào. Kiểm tra nguội xem như thế nào. Bây giờ cũng đang nó không hoạt động. Những cái tôi làm trước đây tôi hay xoáy đường này thấy nó chạy, nhưng không biết đây là đường đường gì, để tôi xem một tí ra. Thường là lần từ đường ABN, ABN
ABN rồi đi, cho nên tôi lần xem từ cái mũi nào. Đó, bị ABN xoáy trên đường ấy, ABN đây tôi xoáy con này xem như thế nào, có chỉ đúng đó. Đây tôi đã xoáy xem như thế nào, có hoạt động không. Máy vẫn chưa hoạt động. Thank you.
đây là thế này nha, thay con đi xe mang nữa là xem như thế nào, bởi vì đi xe mang này thường hay hỏng lắm. Bởi vì thấy ở đi xe mang hơi có yếu đường hơi yếu đường 24 26V cho nên là chúng tôi thay. Đấy các bạn thấy đấy, như vậy tôi cái này tôi đã xoáy đây 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 đây, các bạn thấy xoáy chưa, cho nên ấy cái này thường thường cái lri mà bị chạy mà đôi khi lâu mà nó thỉnh thoảng lên cái rồi tắt, hoặc là ấy hoặc là tắt không lên, nhưng mà nguồn điện áp cấp vào cho cao áp nói chung là đầy đủ, nên chúng ta chuyển xoáy vào cái chân này, tức là chân AB
ABN của loại Lri, chạy con IC gì ấy, nó có khía rửa, nó chúng tôi không lật lên bởi vì lật lên biết này như vậy, bởi vì có đường chân ABN là nóc man đấy, từ chân nóc man quay lại chế độ bình thường với nó đấy các bạn, để xoáy xoáy con đấy có cầu đây, bắt vào chân ABN bắt lại đường này. Nói chung là bảnh như vậy thường thường chúng tôi hay xoáy đó là được, chờ xoáy cho nó hở ra thôi. Tôi xin chào quý vị các bạn.